Xin chào các bạn, hôm nay là mình mới đi làm về. Và hôm nay là mình tính đi nấu ăn cho mấy đứa em. Trẻ em cơ nhỡ nó sống ở khu này nè các bạn. Nhà nó gần đây cho nên là hôm nay mình sẽ đi vào siêu thị. Đi. Để coi bên siêu thị Hàn Quốc nó bán cái gì nha. Thì hôm nay là mình tính nấu tteokbokki. Ở đây có tteokbokki không? Có hả? Đấy thì nấu thịt linh tinh, nói chung là mình ở Việt Nam thì mình không biết nấu, mà qua Hàn Quốc thì với tài năng bé đẹp trai này thì mọi chuyện không thành vấn đề. Đây à, đặng quá. Đi lẹ đi. Bây giờ mình đã tới được cái siêu thị đây rồi. Thì trong siêu thị này nó bán đủ thứ ấy, giống như ở chợ Việt Nam luôn, các bạn bán thịt rồi bán rau củ rồi ba cái đồ linh tinh này nọ hết. Và trong cái siêu thị này thì nó cũng khá rẻ hơn là mấy cửa hàng tiện lợi ấy. Cho nên là thì mình sẽ đi vào trong đây nhé. Đi lạnh quá. Ở đây thì các bạn thấy là có đủ thứ hết, rau củ quả gì thịt gì bên cũng bên kia. Thôi giờ mình đi xuống sau một chuyến thôi. Đây nè, ốc xoài, tóc này, tóc cúc, tóc là nó tắt hơn rồi. Để tóc cúc mà. Ừ. Cái là cây dài à? Tức cây dài này. Là cái này thì nó có. Ừ, là chọn. Nó cái này nhìn dở quá. Đấy, bảo mà. Mùi hôi lắm. Hôi hả? Ừ. Có kiểu khác không? Hay là thích cái này? Bây giờ mình sẽ nấu cái tteokbokki này với cái uten. Đây, uten đang sa le nè. Sale còn có 1.000 nè. Thì sao cái uten này giống như là cái chả cá Việt Nam các bạn. Thì các bạn nấu uten với tteokbokki cho mình thì chỉ ăn tteokbokki. Mình thích ăn tteokbokki không? Ừ. Quay mặt ta chứ đừng quay cái này. Nhân vật chính nằm ở đây không quay. Nên là anh ghét ăn tteokbokki thì anh sẽ nấu uten. Rồi, đi coi còn gì nữa không? Uống rượu không? Ừ. Anh không đem giấy chứng minh nhân dân đâu nhé. Em có mà. Uống này à? Ở Hàn Quốc thì uống rượu là phải có đủ trên bao nhiêu ta? 18 20 19 20 đấy các bạn. Thêm Sprite nữa. Thì người ta sẽ cho chứng minh nhân dân người ta không đem. Không có ý đến đây. Nhá thịt cao. Tuy một hộp 100.000 này. Nè em có hết rồi nhưng mà hết à? Nhưng mà phải sạc lâu không? Thôi kệ cho lúc anh nấu món này thì chờ thì chúng mày thằng nó mặt không kích mặt nó nhanh nhỏ nhỏ cái mặt lắm. Nó bán hàng cho khách thái độ dễ sợ. Blogger rằng luôn ngoài làm video về du học và làm video về đời sống và cách sống Ê, cái nhà con trăng này đẹp quá. Chết đi. Đây là cuộc sống khi các bạn du học đó các bạn. Nghĩa là các bạn đi học xong rồi đi làm, đi về chẳng có ai. Các bạn chỉ đi một mình như thế này. Rất là cô đơn. Nhưng mà mình nghĩ là ai rồi cũng vậy thôi. Chúng ta đều trưởng thành, chúng ta đều có một cuộc sống riêng. Ồn quá. Quỷ. Tao đang quay mà. Thì cái chứ. Lúc người ta không quay á thì thôi đi. Lúc thấy tao quay bắt đầu nó xe chạy tới. À. Rồi, đó là cuộc sống như vậy đó các bạn. Rất là cô đơn mà các bạn cũng phải quen với sự cô đơn này thôi. Nhưng mà vấn đề là nè, ấy anh nói là cái ngôi nhà này
Sau này anh mày mà giàu có nha con. Thôi, xin quay làm bảo vệ. Nhà đẹp dễ sợ gì, nó sang. Nhưng mà có tướng bảo vệ mà. Nhà đẹp quá, thiệt đó chứ. Trên hay dưới? Phải. Dưới, trên. Đâu phải cái gì đâu. Đúng rồi. Mẹ. Đúng vào, bấm vào. Phải. Rồi, mở, rồi. Và sau đây là nhà của một con bé học ở trong chuyên ngôn ngữ, chứ không phải nhà mình nha các bạn. Ta-da. Linh ơi. Dạ. Đang nghỉ à? Cháu đang tắm. Tắm đi. Rồi, ngừng đi, rồi chuẩn bị. Đây, hãy nhớ anh là nhân vật chính cái này. Anh đẹp. Đang quay đúng không? Đầu tiên các bạn sẽ quay chuyện đầu tiên chi? Tại vì hôm nay là mình thấy là các em nó đi học trên trường tội nghiệp áp lực quá. À, thực tế đi học chả học cái gì đâu. Thôi, hôm nay mình sẽ nấu bữa cơm tình nguyện cho tụi nó. Đây là bữa cơm từ thiện đấy không? Từ thiện nhưng mà tình nguyện cho những trẻ em cơ nhỡ mà lầm đường lạc lối khi đi qua Hàn Quốc á. Thì hôm nay mình nấu đơn giản thôi, mình sẽ nấu tteokbokki, đường, tiểu đường luôn. Ôi giời, có nhiều đây. Mày kêu hành lá đâu? Bạn. Thật chết. Đừng nói chuyện lúc anh đang nấu ăn mà nói chuyện là nước miếng nó văng vào trong đây các bạn hiểu không? Là gì? Cay mà nó lạc. Nhạt. Cho muối vào má. Nó không cho muối. Cái này là no. Cho muối á? Không. Trời ơi. Thì cho nước tương vào. Không có nước tương gì hết. Có mà. Cô chú Trang nó không có muối đâu, nó chỉ cay thôi. Thế muốn nó mặn thì phải có nước tương. Trật tự. Anh mày phải xem lại công thức. How to nấu tteokbokki. Cách nấu tteok. Ai cũng có một mà. Không phải đâu, 36 cách làm tại nhà đơn giản ngon miệng, người ta chỉ cần một cách thôi. Để thì cái tí nóng kìa. À, đầu tiên chị nói gì ai chẳng nói được thiệt, con này cũng bị ở cúc bát đúng không, cúc bát anh nhớ anh không có bỏ à có chỉ là có hỏi là đi là muối hả, anh thích bỏ hành hạt nêm vào thôi, hành nêm nó không được đúng vị đâu, rồi cứ bỏ đi vậy hả, nay Ngân nấu mà. Ai cũng phải có một lần lầm lỡ. Cay quá. Chắc là con Linh nó ăn được rồi. Cay hay. Cay tè mỏ thôi con ạ. Cho cái gì vào nha. Muối nước tương này kìa. Nỡm tương ớt. Cay của tương ớt. Nước tương đâu? Ở dưới. Ở chỗ đó. Đó. Khán trang hả? Nước tương này còn là cái gì nữa? Cho đi không mặn đâu. Tương của Hàn Quốc nhạt chết à? Chưa xong rồi đó. Thích ăn hết nha. Quý. Ok.
theo là chúng ta sẽ cho chả cá vào các bạn. Các bạn nhớ rửa tay trước khi nấu nhé, còn mình chưa rửa tay mình nhé. Cái này đẹp tí nha. Ôi, nhìn là biết rồi. Kinh nghiệm mấy chục năm vào bếp. Ở ngoài hàng người ta cắt nó rất là nhỏ nhưng mà riêng Ngân thì cắt vậy được rồi. Cắt này. Phần cũng có lúc vấp ngã đôi người ta đi gian nào khó khăn. Ok, tiêu đâu tiêu hết rồi hả? Rồi lại bị say. Còn một tí ấy, bỏ đấy còn rất chuyên nghiệp. Rất chuyên nghiệp. Mẹ có tìm ra đâu, chuyên cái gì. Chứ gặp thằng cha này mà ăn thì chỉ quá. Mẹ cho nhiều nấm quá. Làm sao nấm theo lại. Thôi rồi, xong. Rồi, tắt đi. Có vẻ ngon. Mày có bao giờ thay nấm dở trên trường để giúp anh nấu mặn thôi. Có vẻ ngon. Wow, phải liền. Trời ơi, trời đất ơi. Có ai như anh đâu. Có ai như em. Vậy là sau khoảng 2 tiếng đồng hồ, cuối cùng mình cũng đã làm xong. Đây là đây là món thịt heo kho tiêu, nó hơi mặn tí xíu mà không sao, ăn được. Đây là bute chike đó các bạn, đây là cái lẩu gì, nói chung lẩu ngon lắm, mình không biết tên tiếng Việt là gì. Và đây là món tteokbokki với lại fish với chả cá nè, với cả chi chư rồi xong có mì cho món nó, trời ngon lắm các bạn ơi. Và bây giờ tụi mình sẽ cùng với hai cái em cơ nhỡ. Hai em gái cơ nhỡ ngày hôm nay ăn tiệc trước khi chia tay về Việt Nam. Đừng dọn. Xong chưa? Tụi mình làm gì hết nhanh lên nào. Mày lấy thẳng qua nữa không? Và bây giờ mình đã ăn xong ở nhà của mấy đứa bé rồi. Bây giờ mình đang đi về nhà mình. Tối hôm nay mình phải đi dạy học cho nên là mình không có thể quay nào thêm được nhiều nữa, cho nên các bạn thông cảm nha. Đây là cái nhà mình đang ở này. Ở đây, không phải cái này là cái bụi chuối. Bụi cây. Đây là cái đường đi về nhà mình. Lạnh quá. Bây giờ chỉ mong về nhà sớm rồi xong. Nghỉ im chút xíu rồi phải dạy học tiếp nữa. Rất là cực khổ các bạn ơi. Các bạn phải mạnh mẽ lắm thì các bạn mới có thể mà sống bên này được đấy. Đây cái chỗ nhà mình ở thì nó tối thui à. Đây là kiểu như nhà dân á bạn. Xong mình thuê giá này cũng rẻ mà lại ngay sát bên trường. Nên là mình ổn mặc dù cái nhà như là cái nhà xác. Sao tối thui vậy nè. Cái nhà ngoài việc nó giống cái nhà xác ra thôi thì cũng ổn. Còn cái nhà mình á thì mình đến làm room tour cho mọi người xem. Nhưng mà chúc mình trời. Adia Flakkyo. Đây. Đây là nhà của mình. Ta-da. Còn các bạn nào muốn xem nhà mình cụ thể hơn nữa thì chắc mình sẽ up cái nhà vào dịp Tết cho các bạn xem nha. Còn bây giờ thì mình phải out rồi. Bye.